Với sự phát triển nhanh của dịch vụ viễn thông và truyền hình đã làm cho mạng cáp thông tin câu mắc trên cùng một hệ thống cuộc điện ngày càng quá tải. Các loại dây đang xen bám vào các cuộc điện không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy hiểm đến người, phương tiện tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chằng chịt, đấu nối tạm bợ, chồng chéo lẫn nhau, hỗn tạp. Câu móc trên cùng một trụ không theo quy chuẩn khiến các trụ điện nghiêng như những cái bẫy chờ chực người qua đường. Sống ở Đà Lạt từ rất lâu, ông Nguyễn Quốc Hành, khu vực chợ ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của thành phố Đà Lạt. Thế nhưng với ông Hành, mỹ quan đô thị còn nhiều vấn đề cần phải bàn và cần có biện pháp chấn chỉnh. Đó là hệ thống đường dây giăng như màng nhện, tập hợp của các loại dây điện sinh hoạt, dây điện thoại, dây truyền hình cáp, cáp quang, đường truyền ADSL của nhiều đơn vị viễn thông. Trước cửa nhà tôi tập trung 4 cái trụ điện. Cái thứ nhất là chiếm cái mặt đường về hè cho người đi bộ. Và cái thứ hai nữa mất mỹ quan. Và cái thứ ba nữa là dưới là có một cái trụ cáp quang rất mất an toàn cho tính mạng của người đi đường. Không phải riêng tôi mà rất là nhiều người nhìn những cái dây như là màng nhện. Một thành phố du lịch không nên để như vậy, nên tập trung cho cáp ngầm tất cả. Còn những cái đơn vị nào á, họ đi cáp ở trên không thì nên có cái ý thức những cái đường dây nào mà sử dụng được thì cho tồn tại, còn không lên cắt. Đi dọc các tuyến đường lớn, đông dân cư, không khó để bắt gặp hình ảnh cuộc điện, cuộc đèn được bao bọc bởi một lớp dây điện, dây cáp chằng chịt. Các đường dây này câu mắc tự phát, không theo quy chuẩn kỹ thuật nào về an toàn đường dây và an toàn đô thị. Vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn những hiểm họa đe dọa tính mạng con người cũng như tài sản của nhà nước và nhân dân. Một số vị trí đấu nối lắp đặt không đúng quy định đã tồn tại từ lâu và gây bức xúc cho người dân. Cái cột đó là ngày trước ấy mà bây giờ nó nghiêng ra đường rồi. Cái đó mà coi như là không khéo là coi như là sẽ bị tai nạn ấy. Tôi cũng đề xuất là coi như là sửa lại các cái hệ thống dây điện đây, nó gọn gàng tí. Theo thống kê, toàn thành phố Đà Lạt hiện có 450 km đường dây trung thế, trong đó có 59 km ngầm và 530 km đường dây hạ thế. Ngành Điện lực Đà Lạt cho biết, do sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng lưới điện thoại, nên không cách nào khác là tạo điều kiện cho các công ty này mắc tạm. Thế nhưng các đơn vị mạnh ai nấy mắc, và mỗi bên nối một kiểu, các loại dây cứ chồng chéo lẫn nhau. Theo thống kê, hiện nay có rất nhiều đường dây điện, dây cáp không còn sử dụng nhưng vẫn chưa được tháo gỡ, khiến cho mạng lưới dây trên các trụ điện ngày càng chằng chịt. Tình hình sử dụng chung như vậy thì nó gây ra nhiều cái phức tạp cho cái người quản lý. Cái thứ nhất là cái vấn đề bố trí các cái loại dây ở trên cái trụ nó chưa có rõ ràng của nhà mạng nào, nó ra nhà mạng nào là một. Cái thứ hai là các nhà mạng khi mà thay đổi công nghệ từ cáp đồng qua cáp quang thì không chịu thu hồi những cái rác cũ. Rồi trong quá trình sử dụng thì khách hàng đứt dây thì các nhà mạng kéo dây mới mà không có thu hồi cái dây hỏng. Cái tình trạng này thì nó gây ra cái việc là cái trụ càng ngày nó càng dày đặc cái dây nhợ hơn và có những cái mối nối lòng thòng rất là nguy hiểm cho người giao thông. Từ đầu năm 2017 đến nay, Điện lực Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn, rà soát và tiến hành buộc gọn các sợi cáp viễn thông còn sử dụng được. Các dây thuê bao chung cột điện được đưa vào những gông hình, xuyến bằng kim loại và treo trên sợi dây cáp chịu lực.
thực hiện cắt bỏ những dây không đảm bảo mỹ quan đường phố. Thế nhưng để giải quyết dứt điểm tình trạng này cần có nhiều thời gian, đồng thời phải có sự phối hợp từ các doanh nghiệp treo cáp viễn thông. Vì chi phí để tiến hành tháo gỡ các đường dây cũ không còn sử dụng và tiến hành bó cáp là rất lớn. Chúng tôi sẽ liên hệ với lại các nhà mạng thì phối hợp với nhau để chỉnh sửa nó. Dùng xe dựng đứng lên rồi gia cố cái chân trụ. Thì cái giải pháp này chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Cái đặc điểm nữa là cái vị trí ở trong thành phố của chúng ta, vị trí mà để chằng néo là rất là hạn chế, nó vướng tới cái nhà dân, cho nên cái giải pháp là phải đúc móng thì nó mới vững chắc được. Và cái giải pháp căn cơ như tôi đã nói, nên ngầm hóa nó, giống như VNPT cũng đã làm cái thời gian trước đây. Đà Lạt đang bước vào ngày hội lớn, đón hàng trăm ngàn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng dịp Festival Hoa. Do vậy, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở, kiên quyết xử lý các đơn vị để xảy ra tình trạng giăng mắc đường dây không đúng quy định. Trong khi chưa thể ngầm hóa một lúc toàn bộ hệ thống đường dây nói trên, thì các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị cần đưa ra giải pháp phù hợp thực tế và hữu hiệu nhằm hạn chế hiện trạng như hiện nay. Có như vậy mới tránh khỏi hiểm họa từ các loại dây này cho người dân và đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị Đà Lạt.